lên đây nè. Ngon luôn hay. Ừ. Chào bạn. À, nếu bạn coi mấy cái clip Bến Tre lần trước của mình á, mấy chú cháu mình ra một cái thấy cái da rắn bự lắm. Lần này mình đem cái giớn về đặt luôn. Chú cháu mới kéo lưới xong được hơn nửa thùng cá, được 2 cá lóc với ít tôm, mới nướng ăn xong giờ chặt ít cây nè để ra đặt trước. Và cái ao đó nếu mà đặt không có rắn thì cũng có cá nè bạn, cá lóc dữ lắm, cá lóc thì thấy có tôm cũng nhiều, hy vọng ngày mai có mồi ăn nữa. Này mấy trâu nhà nhân, mình thấy ở đây thiếu cỏ sao trâu ốm quá. Đây là cây bình bát các bạn. Bạn thấy ở đây có trái. Còn này là cây lá cách rừng các bạn. Lá nó nhỏ, nó cũng thơm như mùi lá cách mình đó. Nó thơm, cái mùi nó nồng hơn nhiều. Con làm gì đó chị Lâm? Phúc nó chỉ trên bát mà nhìn như trái ổi. Cái này ăn được không ta? Cho Phúc qua bên kia, mình cầm lưới đây và cắm. Mình không có quay cho các bạn coi, tại mình sẽ xuống mình phụ Phúc văng luôn đó. Chị Lâm nó xuống vùng vậy. Cũng biết bơi sơ sơ, nước đây cạn à. Lần trước nước đầy hơn, ra bơi. Tại ông ngoại tập rồi, ngoại tập đi. Mình cái là mình quên mình đem cái lưới chặn các bạn. Giờ phải lấy cái lưới kéo mình làm cái lưới chặn. Đâu con bắt được cá không? À nãy bắt được con phải không? Tại cái chỗ này mình quên đem cái lưới chặn, giờ lấy cái lưới kéo làm lưới chặn mà. Cá lớn không? Nhưng mà rất là nhiều lòng tong với tép. Tại cái chỗ đó phải cúp vô, nhưng mà tại giờ cái phía trong đây đất rất là cứng, cắm cây nó xuống xuống nên phải chặn vậy thôi. Cá bên kia qua, bên đây qua đều chui vô cái giới mình, chui qua cái đuôi bên kia nha bạn. Đường qua lại của ngay cái chỗ hai cái dũng này bạn. Bên đây nó qua, còn bên kia nó qua. Còn không dính cá là dính dịch khô gần luôn. Dịch khô gần. Đang chàng chàng chỉ lòng ra chuẩn bị. Con tôi mình còn nhỏ, cứ khoái vơi rồi. Nếu các bạn nhìn kỹ ha, thấy cá nó nhảy rất nhiều ha. Chị Lâm quậy trên kia cá cũng đây. Các bạn coi nè, mới chú cháu mới đặt xong nè. Cá tép vô ngoài đó, thấy nghe chưa? Không sao được con. Đó. Đó, giờ tới chiều là mở được rồi Phúc. Tối người ta thăm mất. Ừ, này là cuốn bánh tráng. Đủ bữa rồi nè. Có cá chót luôn nè chú. Rồi quá chừng. Quá chừng luôn. Rồi đi về. Xuống đi. Đủ anh Phúc ơi, để cho nó bơi đi. Vô cả không sao đâu. Để tự lên. Có, tự lên, có chỗ này có không khí là được, chừa miếng không khí. Chú nhìn con bơi ngược luôn nè. Này có mấy cái mắt con đạp lên cây. À đừng, mắt đó bén. Được rồi, đưa Phúc, đừng dễ lên. Thấp thôi. Cao quá người ta thấy. Để nói nhân vô lấy giá, mình với Phúc đào mấy cái lỗ các bạn, y như bẫy cá vậy. Con, mấy động nó vô ha. Nãy động cá lưới á, con cá lóc nó chui vô đó. Mắc hơn con cỡ nửa ký hơn. Mấy chú cháu cũng nướng ăn rồi. Mới đụng gì nhọn nhọn lúc kia. Chui dưới chân hả?
đứng lại gần đây, đuổi bên kia thôi, đứng lại gần. Hả? Nhiều lỗ càng tốt. Đào mấy cái lỗ như vậy nè bạn. Đang nếu mà động ở ngoài nó chui vô mấy lỗ này. Có thể là đào cái lỗ cạn đó ha. Cho nó trượt vô. Mai đi thăm. Thăm vớn rồi thăm lỗ luôn. Dạ. Không có để ngoài kìa. Không bịt đầu lại sao nó cứ vô được. Không gì được, nhảy lên không được. Bạn bạn biết cái này. Này, mình mò 7 8 thôi. Nhảy. Nhảy. Mình đang ngồi không quên cho bạn coi. Không. Cho biết. Nè. Cá nãy khúc nó mỏi rượt, rượt nó tung vô lưới, mình thấy nó tung ở đằng đuôi lưới kìa rồi. Dính rồi. Tông tông đây. Lùa mấy anh em nữa. Đập mạnh nó lùa chạy. Ừ. Lên đây hả? Chạy cho lùa nó lên. Trời ơi. Ôi con. Ngon ghê quá bạn. Con này phải 600-700 gram nè. Ê, về núi ăn chút. Rồi, hết sảy rồi. Hiệu quả không bạn? Mới đặt mà. Xuống khoảng chừng nửa tiếng gì. Mấy anh em đang đào đất, nãy 1 phút lùa nó nhảy tung vô chạy vô đây. Quảng quá. Con lùa. Bạn thấy chi lâm già, hứa lỗi đây già. Râu, râu đóng đầy. Đâu ơi, mình nhỏ. Phúc đang làm bẫy kìa. À, không, tông vô lưới rồi. Trên đó đó, nãy kéo sảy vô. Đùa tông 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 ra lưới nè, chui lại ngược vô đuôi. Hiệu quả, hiệu quả. Này mà để mai thăm rồi dứt cá nội cá con không á, cũng có tráng hết sử rồi, có mò nhậu rồi. Phút nó ấy bẫy xong rồi giờ mình thăm mình bắt cá lóc ra. Quá trời lồng tông, vũ lồng tông xuống luôn chú. Chút vô nước ăn nghe chút. Không muốn tôi lại đạp đầu luôn á. Mấy giờ nha? 10 giờ cũng về cho chú nghỉ ra. Chú nói, anh ơi nói gì chứ? Mấy giờ là em Phúc? 11 giờ rồi. À chị 11 giờ là chú này về rồi. Các bạn coi cá lóc lúc sáng kéo là sảy nè, đó các bạn thấy không, con này cũng phải 800 gram. Nhà có cân không con? Không hả? Chú ở dưới sảy nó sức cháy kìa. Mấy bạn mình mò đựng xuống hết ra luôn nè, cho coi xuống luôn nè. Nên nó nhảy sảy tại lúc mình mò không có quay cho các bạn coi được, thông cảm mấy bạn. Rồi rồi, được chừng nào thăm giới nữa mình cho bạn coi. Vậy về vô vô cá lóc là thấy là lấy vốn lại rồi. Sáng nó tung ra. Ê Phúc, cái hôm nó xuất ra anh kìa Phúc. Tung ra.
chú cháu định ngày mai mới thăm, mà nãy có cái người hàng xóm đâu đây á, dịch ta chui vô cái người ta mở ra luôn, nhân nó gọi là giờ đi phải đi thăm nữa, mà không biết người ta mở ra người ta có trút cá mà luôn không. Chứ cái này mà ngày mai trút là nhiều lắm, nó cột lại lúc mình cột nó chìm. Còn nhiều không Phúc? À nhiều quá ha, quá chừng luôn. Cái này mà để mai thăm là nhiều lắm luôn á. Hôm tối kiếm rắn, tối rắn được tôm hả? Hả? Sao nổi lưới, sao nổi lên được, tự đâu đâu tự nổi lên được. Có gút chắc lắm á. Nè còn y nguyên luôn hả? Không. Chế miếng nước vô là mở ra được à. Ừ. Chiều nay đủ chi làm với Hoa đi hội chợ, mình quay hội chợ các bạn coi. Tại cái đó nó cũng là một cái nét văn hóa hồi xưa á. Nữa vậy chú đem mấy bài mấy dịp Tết á là hay có hội chợ vậy các bạn. Vô chồng chơi trò chơi, vô chơi con vô tổng con chơi trò ba con được tiền chơi. Vô tổng con ăn. Ăn xong con chơi. Ừ, vô ăn gì chứ. Kỳ à. Quá chừng luôn Phúc. Đổ lên coi Phúc. Mình làm biến đó, mình làm biến xuống nha các bạn. Chút Phúc lên giờ cho các bạn coi. Cho mình để ế chết đi đâu. Trời ơi. Bạn coi cá mình diễn tả thôi chứ chắc nhìn qua máy cũng khó thấy, là đồng tông nó đó, mỗi lần động cái là nó lên luôn á. Mà đây là như không ai biết cách chăn lưới để bắt đồng tông. Cái mình không có đem cái lưới chặn mà cái lưới xanh đó bạn. Để cái lưới này lỗ lớn cái đồng tông nó ra được, chứ cái lưới xanh kia nè nó lùa hết. Tối nó ra là dính hết trong đó. Ông ơi kìa bà biết không chi cá trời ơi bà vớt, bà đẩy xuống rồi bà vớt e e lên. Quá đâu bằng cái lưới này của chú, khỏi gần vớt gì hết, tự động nó chui vô. Ừ. Phải đổ ra mới thấy rõ, có cái ở về nhà đổ ra. Trời ơi, ngon quá chuyện này. Này kho tiêu hay là của Minh Tráng là hết sảy luôn. Đồng tông bay chứ tép không. Tép này cắm cá lóc là hết sảy đó. Đi chú ơi. Hỏi cho anh Phúc đi luôn. Anh Phúc vô quá. Mình là chủ yếu là đi ăn cái lưới này để kiếm con rắn khổng lồ rồi tối nó bò ra nó ăn không. Giang 1-2 ngày chắc có thể dính. Nhiều khi mình về chả nó mới dính không chừng. Ơi mới còn tiếng mấy sạch bông ha, không có miếng rác luôn, cả ký ha, không chưa có tôm lớn, nó chưa chạy tối á. Tối có tôm nó chạy, giờ này nó chạy nè con này nè. Ở cái này ăn hết sảy luôn nè chú. Ừ, đó cũng có. Rồi tối rồi bắt đầu nó đi nó ăn lại vô. Trời ơi chú cái này ăn mình phúc ra tại ở nhà có đã đi bắt được ít tôm, người ta thuốc tôm mà nhảy lên quá chừng nên chú cháu lượm cũng được 7-8 kg. Cái chú cháu với anh Phương Tư Phương giờ mình với Nhân về đây để thăm cái vớt, nghe nói cậu của Thanh tác đâu á, ở đâu con, ở đâu nó đi thẳng ra mà. Cái này ngày hôm qua mới đặt ra để cá lóc lùa xong chút cá lóc vô được, vô cá lóc bự. Xong sau đó chiều chiều cái đi đổ trước, đổ cũng được cả ký hàng ký lòng tòng với tép. Thấy, mùa khô nó rút xuống nó dũng. Hôm nay trước thì đi vòng vòng kiếm coi chỗ cậu Thanh, cậu Thanh của thấy tắt cá đâu. Mình cũng mê coi tắt cá bắt cá. Giới này chủ yếu kiếm rắn bự mà nó kiếm vô cái cạn thì sẵn rút vô. Ok ha,
Kìa kìa, cậu đang tát trên kia đó. Chạy xíu. Chạy chút xíu đi. Cái này có ai thăm rồi. Sao? Lên một. Ai trút hết trơn rồi. Lên một. Này bị ai thăm rồi bạn ơi. Ta trút ra nè. Mình cục cứng lắm, mình về mình cục. Người ta canh ta đổ trước mà. Đây cũng như nhiều bọn phỉ quá. Phải lên coi tát cá lóc. Bạn thấy coi, đây nè, quá trời cá. Sáng hôm đi lấy ong mặt, giờ về mới thăm, không có tìm. Quá trời cá. Ăn tôm xuống bự rồi. Có tôm, trời tôm xuống chà bá luôn kìa. Ngồi vô mấy hang chưa? Ngồi vô cái toilet kè tao thấy mày dặn. Tao sọt vô nó bò lắm liền. Nó tung ra, bò ra nè. Xảy con ra. Cút đậu. Kia coi cạn tắt. Vài ngày nữa là đây quay. Cái này có tôm. Nhiều không à. Hôm nay bắt đầu nước cạn lúc. Nó rút xuống cái dũng dưới. Cái vớt bị ai thăm mất rồi. Chú không? À, thành, thành, thành. Nhìn là biết liền. Mà có tép cá gì không? Có tép cá không? Tép nhỏ không? Tép chí chí. Đi lên đây chú. Ờ, lóc quá vậy nè. Mò 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 nó chứ để nó. Chứ để nó nhảy vô thùng mình. Tát ra luôn. Khổ rút vô mấy mùi. Nó chú với chân em hay rồi. Đó. Được rồi. Đó. Con đầu tiên luôn. Nhận đâu ạ? Nhận nó móc thôi. Cắt kèo. Thả ở đây đi. Anh nghe chưa? Thả ở đây nè. Bỏ vô bịch. Anh đang tát có con lóc xuống hả? Lóc bóp đất rồi nó chúi đâu à? Tại cái hai bên bờ này rậm rạp mà. Mình không có chui vô được, quay cho bạn coi kỹ ha. À lấy xô hả? Chui hang hả? Có nhờ, đầu quá. Không được nữa, chuột quá. Có chó bệnh ổng, có không được nữa. Chui sâu vô. Ở nhà,
vô mà chui sâu hay đâu. Ở đại nhà ấy nạn nhân nè, chào chú xíu. Bộ đổ đâu? Ở nhà nhân hả? À. À, rồi rồi để cái nhân kiếm ra. Không còn đó. Không có. Không có gì. Đâu, chút gặp. Trống trống này không có hả? Không được. Sao rồi? Cuối có sao rồi? Đái được chưa? Được rồi. Trời đất ơi. Hôm qua đi chơi hội chợ xong mất đái, đái xong cái kéo cái sẹt một tia dính luôn. Kẹt luôn hả? Không có nhiều nhưng mà thấy cũng khoái thì đi theo coi bắt nữa. Đó được hai phim hàng cá lóc luôn nè. Con đái được rồi chứ. À. Đâu rộng đâu? Nè con rộng vô luôn đi, bỏ vô chung rộng luôn để anh lại đi thành đi tác cái này mà còn thành tác tác nhưng mà không bằng anh Phúc với anh Nhân mà mấy con mà mình vòng về nhà Phúc. Nhà anh Phúc làm gì? Về nhà anh Phúc để nướng tôm ăn. Con đi không? Nhà anh Phúc có mẹ anh Phúc tổ không? Có. Sao vậy? Sắm sợ mẹ anh Phúc hả? Có đâu, có đâu sợ mẹ anh Phúc chứ sao, chứ sao hỏi như có mẹ anh nhà không? Con chỉ hỏi vậy thôi. Mình chào các bạn clip này nha, mình đi lại nhà Phúc rồi.